Hai con giáp này bất ngờ sung sướng đổi đời, trúng số độc đắc, tiền nhét chật két trong dịp Tết Nguyên Đán. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, thời gian trôi qua thật nhanh chóng và thoáng chốc đã bước đến những ngày cuối cùng của năm 2020. Tất cả mỗi chúng ta, ai cũng đều đang bận rộn với guồng quay của cuộc sống và mong muốn tìm kiếm cho mình những vận may để đổi đời trong thời điểm cuối năm. Trong số 12 con giáp, mỗi người đều có một vận số khác nhau và tùy vào các thời điểm khác nhau trong cuộc đời mà có thể gặp được phúc họa trời ban mà chúng ta không thể lường trước được. Tuy nhiên, các bậc thầy phong thủy cho rằng dựa vào việc phân tích hung mệnh cũng như là số tử vi của các con giáp trong vòng trường sinh, chúng ta có thể phần nào dự đoán về vận mệnh của các con giáp trong tương lai. Cụ thể, trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới, có một số con giáp sẽ có số phú quý, một bên được thần tài nâng đỡ, một bên được quý nhân phù trợ, vẽ cả đôi đường. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem chương trình ngày hôm nay để biết được đó là những con giáp nào và liệu rằng mình có thuộc một trong số những con giáp may mắn này hay không và có những vận may nào đến với những con giáp này trong thời điểm đặc biệt. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Tuổi Mão, thứ nhất về mặt sự nghiệp. Xem tử vi 2021 của 12 con giáp, thời điểm đầu năm mới, công việc của tuổi Mão tiến triển thuận lợi. Dưới tác động tích cực của cục diện tam hội, tháng Canh Dần này hứa hẹn sẽ vô cùng thăng song với đường công danh của bản mệnh. Lại gặp thêm tháng có nguyên lệnh lâm thai đại diện cho sự chuyển hóa, tiến triển, hứa hẹn vận trình sẽ càng ngày càng hanh thông. Vì vậy, những chú mèo có thể kê cao gối ngủ trong tháng này. Công việc trong tháng đầu năm không quá nhiều, nhưng nếu không làm tốt ngay từ bước khởi đầu, vận trình cả năm về sau của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Thật may mắn vì mọi thứ đều tiến triển đúng kế hoạch, hầu như không có biến động lớn. Mọi thứ dường như đã vào đúng cuồng, bản mệnh cứ y kế hoạch mà làm, mưu sự không quá khó khăn. Nếu có ý tưởng hay dự án nào lớn, bạn có thể cân nhắc triển khai trong thời gian này, tỷ lệ thành công khá cao. Bên cạnh đó, Bách Việt tăng vận đào hoa, có lợi cho bản mệnh mở rộng và phát triển các mối quan hệ xã giao, tạo bước đệm cho sự thăng tiến sau này. Mọi xui xẻo, điều bất lợi của năm cũ coi như đã qua, năm mới nghênh đón nhiều niềm vui và may mắn. Tuy nhiên, để đạt được bước đột phá mới, đòi hỏi bạn vẫn cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Nên nhớ, luôn đổi mới và sáng tạo sẽ rút ngắn con đường tiến tới thành công. Để sự nghiệp được phát triển một cách hanh thông và thuận lợi, thì bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi vấn đề. Từ đó sẽ giúp cho công việc của bạn hành thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Thứ hai, về mặt tài vận. Xem tử vi tháng 1 âm lịch của 12 con giáp có cho thấy, nếu cứ theo đà công việc thuận lợi, tài vận của người tuổi Mão cũng khởi sắc hơn nhờ sự xuất hiện của chính tài. Trong tháng riêng, tuổi Mão làm việc khá thảnh thơi mà nguồn thu không hề sụt giảm. Bản mệnh sẽ có nguồn thu từ nhiều nguồn, có thể từ công việc chính, cũng có thể từ nghề tay trái. Nói chung, không cần lo lắng về chuyện tiền bạc, dù bạn là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh. Với những ai đang ấp ủ ý định khởi nghiệp, tháng đầu năm này khá phù hợp để bắt đầu. Tuy nhiên, bạn vẫn nên tiến hành từ từ thăm dò thị trường một thời gian để hạn chế rủi ro. Sau rồi mở rộng cũng chưa muộn. Cách làm chậm nhưng chắc sẽ mang lại hiệu quả cao. Với những người theo nghiệp kinh doanh, thị trường đầu năm thường ít biến động. Bạn có thể cân nhắc việc đầu tư ở quy mô nhỏ lẻ, đợi thời cơ làm lớn, tham lam và vội vàng
có thể sẽ khiến bạn mất cả chì lẫn chài. Có điều, tiền kiếm được nhiều mà tiêu đi cũng không ít cho các kế hoạch đầu năm. Vì thế dù vượng tài mà tháng này tuổi Mão cũng chẳng dành dụm được bao nhiêu. Tiền vào cửa trước lại ra cửa sau do bao nhiêu chuyện cần phải chi tiêu. Do đó ngay từ đầu tháng, bản mệnh vẫn cần lên kế hoạch chi tiêu cụ thể, tránh tình trạng tiêu tiền như nước, rất dễ dẫn tới phá tài. Muốn kích vượng vận tài lộc thì bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập xung quanh bạn. Đồng thời, vòng sẽ giúp bạn tạo may mắn, chiêu tài lộc, căn lành và đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển sự nghiệp, việc đầu tư, kinh doanh trong năm 2021. Thứ ba, về mặt tình duyên. Đây quả là một tháng may mắn với người tuổi Mão khi chẳng những công việc và tài lộc hanh thông mà phương diện tình cảm cũng đón nhận nhiều tin vui. Nhiều bách việt chiếu mệnh, đào hoa trong tháng có dấu hiệu khoe sắc tích cực. Đầu xuân vận khí thuận lợi và sự tươi mới là thời điểm nhân duyên nở rộ, mang tới nhiều niềm vui và bất ngờ cho chuyện tình cảm, yêu đương nam nữ, hạnh phúc gia đình. Đi đâu làm gì, bản mệnh cũng dễ dàng thu hút sự chú ý. Điều này rất có lợi cho nhân duyên của người độc thân. Cát tinh xe duyên giúp bạn mở rộng các mối quan hệ, được nhiều người mai mối, sẽ tìm thấy đối tượng phù hợp. Cũng có những người có thể tìm được một nửa phù hợp trong chuyến du xuân hay đi du lịch đầu năm mới. Hãy mở rộng trái tim, đón nhận tình cảm mới. Để vết thương trong quá khứ ngủ yên, có như vậy bạn mới sớm tìm được hạnh phúc đích thực. Bên cạnh đó, cát khí từ sao bách việt còn có tác dụng hóa giải mâu thuẫn. Vợ chồng tuy có bất đồng quan điểm, nhưng biết chín bỏ làm 10, qua đó vợ chồng càng thêm thấu hiểu và gắn kết, giữ gìn gia đạo yên vui. Nhìn chung đây sẽ là một tháng yên bình cho những người đã kết hôn và một tháng tình duyên rực rỡ cho những người còn đang tìm kiếm tình yêu của riêng mình. Tuổi Ngọ. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp. Xem tử vi tháng 1 âm lịch của tuổi Ngọ về mặt sự nghiệp có nói rằng trong dịp Tết Nguyên đán, cục diện tam hợp xuất hiện hứa hẹn vận trình công danh của bản mệnh rất thuận lợi, gặt hái thành quả tốt đẹp. Quý nhân vận khá vượng, nhưng chú ngựa có thể yên tâm tận hưởng một tháng đầu tiên, làm gì cũng thông thuận, luôn có người bên cạnh giúp đỡ, chỉ dẫn đường đi, nước bước, dù đương đầu với những khó khăn cũng sớm tìm được lối thoát. Lại thêm chính quan tương trợ, đường quan lộ của mệnh chủ đang rất rộng mở. Bạn làm việc đến nơi đến chốn, có trách nhiệm với mọi việc nên được đồng nghiệp xung quanh tín nhiệm, cấp trên hài lòng. Nếu nhân lúc này, bản mệnh có thể chớp thời cơ, thể hiện năng lực, phát huy thế mạnh cũng như tầm ảnh hưởng của bản thân trong tập thể, chắc chắn những mục tiêu bạn đặt ra từ lâu sẽ sớm thành hiện thực, lại được mọi người công nhận và nể trọng, rất có lợi cho đường thăng tiến. Hơn nữa, mùa xuân là thời điểm dương khí thịnh, khí thế bừng bừng, thích hợp động hơn tĩnh. Do đó, bản mệnh có thể cân nhắc triển khai các dự án, kế hoạch mới mang tính dài lâu, ngay ở thời gian cát khí lan tràn này cũng rất thích hợp, tỷ lệ thành công khá cao. Trong quá trình thực hiện, đương nhiên sẽ không thể tránh khỏi những chướng ngại, sóng gió, trở lực vấp váp, song đó đều là những chướng ngại vật cần có trên chặng đường thành công để thử thách và tôi luyện. Người luôn nỗ lực và kiên trì tới cùng sẽ là người nếm được quả ngọt. Càng xông xáo chủ động, không quản ngại khó khăn hay vất vả thì những chú ngựa càng dễ gặt hái được thành quả ngọt ngào. Còn nếu cứ sợ bóng, sợ gió, chấp nhận an phận, không dám bứt phá thì bạn chỉ mãi dậm chân tại chỗ, có một cuộc sống thông thường, bậc trung. Để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt, tuổi Ngọ hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, nhà Phật là bát bảo tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, phận hạn và kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh bạn. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho bạn. Đồng thời khi mang pháp khí bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và kinh doanh trong năm Tân Sửu. Thứ hai, về mặt tài lộc. Tử vi năm 2021 nhận thấy cùng với công việc thuận lợi, đường tài lộc của người tuổi Ngọ cũng khởi sắc trông thấy trong thời điểm này. Chính tài trong tháng khá vượng là điểm báo thu nhập nhanh được cải thiện, chất lượng cuộc sống được nâng cao. Những người làm công ăn lương có thể sẽ được tăng lương hay tăng thưởng bởi những thành quả mà bạn đạt được trong khoảng thời gian này.
Với những người làm kinh doanh thì đây là một tháng đầu năm khá bận rộn với những đơn hàng tới tấp bay về. Địa chỉ Lâm Bán Hợp rất thích hợp cho việc hợp tác làm ăn, buôn bán, ký kết. Do đó, bản mệnh có thể mạnh dạn tiến hành các kế hoạch kinh doanh, hùn vốn chung với đối tác lâu năm, vốn có sẵn sự tin cậy ngay trong tháng này. Tỷ lệ hợp tác thành công không hề thấp chút nào, tài vận trong tháng rất đáng hứa hẹn. Tuy nhiên, bạn vẫn nên quản lý chi tiêu cẩn thận để đề phòng hạn hao tài, tốn của trong tháng đầu năm mới. Bởi đây là tháng bạn sẽ phải chi tiêu khoản không nhỏ cho các công việc đầu năm của gia đình như lễ hội, giỗ chạp, cưới xin. Càng sớm học được cách quản lý tài chính tốt, bạn càng sớm làm giàu cho chính bản thân mình. Bởi đó vừa là tiết kiệm cho tương lai, vừa là đầu tư khôn ngoan để tiền để ra tiền. Vốn dĩ cơ hội phát tài thường không có quá nhiều, đừng tự tay khiến tài khí hao tổn. Vậy nên, để kích hoạt tài lộc và hóa giải vận hạn không may mắn, thì thầy Gia Cát khuyên tuổi Ngọ hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, dần, ngọ, tuất. Với năng lực tăng hợp khí của vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân, ganh ghét luôn rình rập xung quanh. Đồng thời, vòng sẽ giúp bạn tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành và đặc biệt là chiêu người quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm 2021. Thứ ba, về tình duyên. Xem tử vi tháng 1 âm lịch của 12 con giáp sẽ về phương diện tình cảm cho thời điểm Tết Nguyên đán. Dần Ngọ, Bán Hợp, lại thêm Nguyệt lệnh Lâm Mộc Dục là điềm báo đào hoa khởi vượng, đường tình duyên của tuổi Ngọ càng ngày càng rực rỡ. Điều này đặc biệt tốt cho những người độc thân, vận trình tình cảm thăng hoa, dù chưa có người thương thì bản mệnh cũng sẽ nhanh chóng tìm được đối tượng ưng ý, thậm chí còn xuất hiện cả tình yêu sét đánh, điều mà bấy lâu bạn chưa từng nghĩ tới. Có cặp vợ chồng đã chịu mở lòng, thẳng thắn chia sẻ với nhau và cùng giữ gìn hạnh phúc gia đình. Có người còn đón tin vui về con cái hoặc trong nhà có hỷ sự. Song người cầm tinh con ngựa cũng cần đề phòng bởi đào hoa quá vượng có thể biến thành đào hoa dữ, hủy hoại tình cảm lứa đôi trong phút chốc bởi sự xuất hiện của kẻ thứ ba. Ngoài ra, các cặp đôi cần phải tự biết cách tạo cảm giác an toàn cho đối phương, tự giữ khoảng cách phù hợp và hạn chế bớt các mối quan hệ xã giao với người khác phái để tránh những hiểu lầm phiền phức và rắc rối. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!